Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Vietjet không trả tiền thuê máy bay và không muốn trả lại máy bay. Ngày 24 tháng 2, AFA tiếng Việt loan tin Vietjet phản bác cáo buộc của tòa án ở Anh về việc cản trở trả máy bay vì nợ tiền thuê. Theo đó, hãng hàng không giá rẻ Vietjet mới đây đã lên tiếng phản bác lại cáo buộc là hãng này cản trở việc trả lại 4 máy bay hãng Vietjet mượn của Fitzwater Aviation nhưng nợ tiền thuê từ năm 2021. AFA dẫn nguồn từ một hãng tin quốc tế cho hay Fitzwater Aviation đã đưa ra vụ việc này ở một tòa án ở Anh và hôm 16 tháng 2, chánh án của tòa án này đã yêu cầu Vietjet không được có các hành vi can thiệp vào việc trả máy bay cho Fitzwater Aviation. Hình ảnh bản tin trên AFA. Fitzwater Aviation cáo buộc Vietjet đã có hành vi can thiệp ở phía sau nhằm ngăn cản việc đưa cả 4 máy bay Airbus A321 ra khỏi Việt Nam. AFA dẫn tin từ trang Airline Ratings, một trang uy tín chuyên đánh giá về các sản phẩm và an toàn hàng không quốc tế. Theo đó, hôm 19 tháng 2, Vietjet ra tuyên bố cho biết các luật sư của Vietjet đã khẳng định cam kết của hãng hàng không trong việc tiếp tục tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý và tôn trọng các phán quyết của các tòa án và các quy định liên quan. AFA cho biết trong tuyên bố của mình, Vietjet viện dẫn công ước và nghị định thư Cape Town quy định việc đăng ký quốc tịch và đăng ký các quyền đối với tàu bay và cho rằng đây chính là yếu tố khiến cho các máy bay của Fitzwater Aviation vẫn còn bị giữ lại. Theo thông báo của Vietjet, vụ tranh chấp phát sinh trong giai đoạn đỉnh điểm của đại dịch COVID-19 khi các thành phố bị giới nghiêm và ngành hàng không bị ảnh hưởng nặng nề. Trong giai đoạn đó, các hợp đồng thuê tàu bay dài hạn và ổn định của Vietjet bị đột ngột chuyển giao từ bên cho thuê gốc sang cho Fitzwater Aviation mà không có sự đồng ý của Vietjet. Hình ảnh máy bay Vietjet. Các luật sư của Vietjet hoàn toàn bác bỏ bất cứ khoản nợ nào còn lại do Fitzwater Aviation đòi, thông báo của Vietjet viết. Hiện chưa rõ bên cho thuê Fitzwater Aviation sẽ làm thế nào để đưa các máy bay của họ ra khỏi Việt Nam. Tuy nhiên, rõ ràng hành động của Vietjet, trong đó có sự hỗ trợ ngầm của chính phủ Việt Nam, đã khiến cho ngành hàng không Việt Nam mất uy tín nặng nề. Thậm chí, một tòa án ở Hà Nội còn chặn việc thu hồi các máy bay này vào hồi tháng 4 năm 2023. Hậu quả trước mắt là Việt Nam bị nhóm công tác hàng không có trụ sở ở Anh đưa vào danh sách theo dõi. Điều này đồng nghĩa với việc các hãng bay của Việt Nam sẽ gặp khó khăn khi thuê máy bay. Tuy nhiên, dường như điều đó không ảnh hưởng đến Vietjet. Bởi ngày 22 tháng 2, AFA cho biết Vietjet Air ký bản ghi nhớ mua 20 máy bay Airbus. Theo đó, hãng Vietjet Air vừa ký bản ghi nhớ mua 20 máy bay A330-900 của hãng Airbus để thay thế cho đội máy bay hiện tại của hãng. Hình ảnh nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo, bà chủ tai tiếng của Vietjet. AFA dẫn lời ông Christian Schreier, giám đốc phụ trách mảng máy bay thương mại của hãng chế tạo máy bay Airbus, cho biết chúng tôi rất vui mừng được làm việc cùng Vietjet trong giai đoạn mở rộng tiếp theo của hãng. Tuy nhiên, có lẽ cần nhắc nhẹ cho ông Christian Scherer một chút. Airbus nhớ thu đủ tiền của Vietjet trước khi giao máy bay. Bằng không, với truyền thống mặt dày của chị Thảo, có thể rồi đây Airbus lại phải mệt mỏi hầu tòa và tìm cách thu hồi lại máy bay vì không nhận được thanh toán. AFA dẫn tuyên bố của Vietjet cho rằng việc thay thế những máy bay này khi hoàn tất sẽ là hợp đồng mua máy bay thân rộng lớn nhất của hãng từ trước đến nay. AFA cũng dẫn lời của ông Benoit de Saint-Exupéry, phó chủ tịch Airbus phụ trách bán hàng của hãng, nói rằng hy vọng việc mua bán sẽ được thực hiện vào những tuần tới và việc bàn giao các máy bay đầu tiên sẽ được thực hiện vào năm 2026. AFA cho biết thêm, Vietjet Air hiện có 110 máy bay phục vụ 30 tuyến bay quốc tế. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Vietjet không trả tiền thuê máy bay và cũng không muốn trả lại máy bay. Bamboo Airways tiếp tục thu hẹp hoạt động. Ngày 23 tháng 2, AFA tiếng Việt loan tin Bamboo Airways dừng đường bay Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Côn Đảo từ tháng 4 năm 2024. AFA cho biết, đại diện Bamboo Airways thông báo tin trên với truyền thông trong ngày 23 tháng 2. Nội dung thông báo thể hiện, sau khi đã ngừng khai thác loại máy bay Boeing B787-9 từ tháng 11 năm 2023, Bamboo Airways tiếp tục trả sớm các máy bay Embraer E190 cho đối tác cho thuê,
Do đó, từ tháng 4 năm 2024, hãng sẽ chỉ khai thác dòng máy bay thân hẹp Airbus A320-321, tập trung khai thác các đường bay trục Bắc Nam giữa Hà Nội và Sài Gòn, từ Hà Nội và Sài Gòn đi Đà Nẵng và các địa phương trong nước có dung lượng thị trường lớn. Hình ảnh bản tin trên AFA. Theo AFA, đại diện Bamboo Airways cho biết, phần lớn các sân bay được Bamboo Airways khai thác bằng máy bay Embraer đều nằm trong kế hoạch đầu tư nâng cấp, mở rộng của chính phủ và cơ quan chức năng để đón các máy bay có tải trọng lớn hơn, phục vụ nhu cầu của đông đảo hành khách trong và ngoài nước. Dự kiến sau khi hoàn thiện nâng cấp các sân bay, thì hãng sẽ khai thác trở lại các dòng tàu bay lớn hơn và hiện đại hơn, phù hợp với điều kiện thực tế. Embraer E190 là loại máy bay phản lực cỡ nhỏ do Brazil sản xuất, được giới chuyên gia đánh giá là không còn phù hợp với thị trường hàng không Việt Nam. AFA cho biết thêm, Việt Nam hiện chỉ còn 3 sân bay có đường băng ngắn ở Côn Đảo, Cà Mau và Rạch Giá. Trong đó, sân bay Côn Đảo và Rạch Giá đã được định hướng để mở rộng và kéo dài đường băng để tiếp nhận được Airbus A320-321 trong thời gian tới. Hình ảnh máy bay Bamboo Airways. Tuy nhiên, chuyện hãng hàng không Bamboo Airways gặp khó khăn trong những năm gần đây không phải là chuyện mới lạ. Khó khăn của hãng phát sinh sau khi cổ đông sáng lập duy nhất là tỷ phú Trịnh Văn Quyết bị bắt với cáo buộc thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vào tháng 12 năm 23, AFA đưa tin, Phó Thủ tướng Việt Nam Lê Minh Khái yêu cầu 6 bộ ngành khẩn trương xử lý các kiến nghị của công ty cổ phần hàng không Tre Việt Bamboo Airways. Theo đó, Bamboo Airways phải đối mặt với thua lỗ và nợ nần do những khó khăn nhất định. 6 bộ ngành được Phó Thủ tướng Việt Nam Lê Minh Khái yêu cầu xử lý các kiến nghị của Bamboo Airways gồm Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy ban Quản lý Vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp. Đồng thời, ông Khái cũng yêu cầu Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Petrolimex, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam và các ngân hàng MSB, Sacombank, OCB, NCB hỗ trợ cho Bamboo Airways. Cuối tháng 11 năm 23, AFA đưa tin đường bay Cần Thơ-Phú Quốc tạm dừng do Bamboo Airways rút khỏi bởi Bamboo Airways là hãng hàng không duy nhất khai thác tuyến bay này. Hình ảnh tỷ phú Trịnh Văn Quyết, cổ đông sáng lập duy nhất của Bamboo Airways. Đầu tháng 11 năm 23, AFA cho hay Bamboo Airways bị phong tỏa tài khoản vì nợ thuế hơn 102 tỷ đồng. Hãng này bị Cục Thuế Bình Định cưỡng chế, trích tiền từ tài khoản và phong tỏa các tài khoản ngân hàng vì nợ quá hạn hơn 102 tỷ đồng tiền thuế. Các tài khoản ngân hàng của Bamboo Airways bị phong tỏa bao gồm Ngân hàng BIDV chi nhánh Quy Nhơn, Ngân hàng MB chi nhánh Bình Định và Ngân hàng Techcombank. Trước đó, tháng 10 năm 23, AFA cũng cho biết Bamboo Airways sẽ giảm tần suất của nhiều tuyến không hiệu quả vì nhu cầu thấp, gia tăng các tuyến có nhu cầu cao. Các tuyến bị cắt giảm bao gồm tuyến đến London, Gatwick, Melbourne và Seoul. Từ tháng 9 năm 23, AFA đã loan tin Bamboo gặp khó khăn về tài chính, chậm trả lương cho nhân viên, khiến 30 phi công nước ngoài nghỉ việc, chiếm 10% số phi công của hãng này. Trong đó, một số phi công tự xin nghỉ, còn một số khác thì bị cho nghỉ việc. Ở thời điểm này, hãng Bamboo Airways cho biết hãng đang trong giai đoạn tái cơ cấu mạnh mẽ liên quan đến hệ thống tuyến bay, đội máy bay và nhân lực. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Bamboo Airways tiếp tục thu hẹp hoạt động. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời báo.d